Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Bảy Châu. Và hôm nay là tôi làm về cái chủ đề, nói chung là cũng để trong lòng bấy lâu rồi, hôm nay mới có cơ hội để tôi thực hiện nó. Đó là tôi sẽ sửa soạn lại căn phòng của tôi. Và theo tôi nghĩ là nếu mà thay đổi cả nguyên căn phòng, đó cũng là một vấn đề. Và tôi nghĩ là tầm 2 đến 3 ngày mới xong. Và đây là ngày đầu tiên, tôi vẫn chưa biết là tôi sẽ làm những gì. Bạn thấy là tôi đã chuẩn bị những gì? Trên đây tôi cầm là những cái đèn mà kiểu như là người ta hay treo qua cho nó lung linh thêm căn phòng đó. Ok, thì đây là miếng dán. Ủa? Miếng giấy dán. Ủa? Cái gì nè? Ôi trời ơi. Cái chữ để mà dán tường á mọi người. Và đây chắc hẳn mọi người cũng đã biết, đó là mình lại nhạt nhẽo. Đó là cái mà cái để dán tường đó. Còn đây là cái rèm treo cửa sổ. Đây là cái miếng mà để trải sàn của mọi người. Và cái gì đó, cái để mà cái rèm, đúng rồi, là cái rèm. Trời ơi. Đây, còn đây là cái nệm để ngủ. Thì đó, tôi đặt nó như đó thôi. Và những cái đơn hàng thì nó đang về hàng và nó đang chuẩn bị ship cho tôi. Thì cái dạo ơi, có người vô máy lạnh. Mình đang đi xuống lấy máy lạnh nè mọi người. Đây nha mọi người, phòng mình đang chuẩn bị gắn. Nó vẫn còn đang rất là bừa bộn. Nói chung là trong cái thời gian đời đưa cái quần gì đây? Đổ quần chứ làm chi? Xong chưa mọi người ơi? Xong chưa nè? Trời ơi! Nãy giờ không chịu lo làm, để mấy chị em làm vậy? Hồi nãy có làm chứ quá trời kìa. Làm đó vừa làm, giờ làm nè. Đi đâu vậy mẹ? Thôi đi xuống nghỉ rồi. Thôi phụ nè, mệt quá rồi. Ok, sau một thời gian dọn xong, anh chị mẹ mình lên dọn. Phụ thì cái phòng nó vẫn chưa sang lên được vì mới gắn có một cái máy lạnh. Đây người. Là mình chưa hoàn thiện hết căn phòng của mình là do những cái món đồ nó chưa có giao đến đó mọi người. Cho nên là mọi người hãy chờ đợi cùng tôi nha. Ok, bye bye. Bye bye. Bye bye. Cắm gì vậy? Cây chuối. Chi? Mẹ chuối. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.